ôi, kể ra đi nhầm rồi, ôi, nhầm to rồi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Ujjani, và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một map tên là The Herobrine Mansion. Gọi dịch lại sao ta? Cái gì? Lâu đài của Herobrine. Ok, ở đây sau lưng chúng ta có có một anh bạn á. Ok. Thấy chưa? Cái để mình tựa ra sau thôi. Anh chơi co-op với chúng ta vậy. Cái anh chơi co-op chúng ta. Ok, đã bắt đầu nha. Được rồi, mình sẽ đổi headphone lên trước. Nếu mà có cái tiếng gì. Tiếng gì không? Hiện tại là có tiếng gì không? Có tiếng nè. Music of bla 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 bla. Forever alone. FA, cái này gọi là FA. Play it map on Adventure Lobby server. Ok. Normal. Chúng ta nên chơi normal. Ok. Re-download the map. Hả? Chúng ta đang chơi normal mà. Đúng, chúng ta đang chơi normal. Re-download, what do you mean re-download the map? What? Mới vô bắt đầu mà đã bắt chúng ta download lại cái map à? Được, điên à. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu lại. Được rồi, dễ dàng thôi. Mình vứt cái map đấy ở ok, ok, ui giời ơi, giời ơi. Ok, 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 chúng ta đã quay lại rồi đây. Và haha, normal. Yeah, now playing easy mode. Easy mode. Ôi, anh ơi, anh kêu cái tiếng to vãi. Anh kêu nhỏ thôi, mình sẽ chỉnh nó ngoài đi luôn. Anh kêu to vãi luôn. Đây là cái resort pack đi kèm với map và yêu cầu phải download về nên mình sẽ xài luôn, chứ đừng có ai bảo là anh ơi resort pack xấu quá nha, mình không biết đâu nha. Xấu quá đúng không? Ok, boss fight dummy tutorial test red button when ready. Ok, chúng ta sẽ ôi, đánh gì mất lần mấy máu rồi. Ok, con chuột nó hơi bị chậm. Rồi, ấy đánh hai cái chết rồi. Thế lại mới ấy. Bậy ơi. Ok, mình không nghĩ là đánh mình hai cái chết. Nên ok. Ê. Ôi, tutorial. Làm cái đắc sụt. Thôi rồi mà lâu vậy cái đây. Anh ơi sao muối á. Ui, rớt gì kìa, chắc thịt thúi á. Thịt thúi, ok. Ê, music dick. À, có loại music dick. Dick là con cua rồi nên mình không thể nói vậy được. Đây là cái đĩa nhạc. Khi mà bạn giết xong con boss thì nó sẽ rớt ra một đĩa nhạc. Bạn cần để bỏ vào cái này để kích hoạt. Và chờ tí xíu. Ta ta hello. Warning, they are hard to kill. Những thằng này rất là khó để giết. Ok. Trời ơi, nhạc. Vỡ nhạc. Có ba cái đồ dùng. Có ba cái vật dụng ở trong cái bản đồ này, nói chung vậy đi. có ba nhóm đồ là technically tenacity set. Cái này mình không biết, còn cái này là đồ tiên, đồ quỷ và cái đồ quỷ gì đó ở là số 1 mình không biết ha. Ok. Get the demonic set from boss, và bạn có thể lấy cái bộ đồ quỷ này từ những con boss shop và mấy con quái vật Eli monster. Mình không biết quay lại monster là gì. Monster đây, đây là con này, các bạn sẽ thấy demon stop. Ok, grab the quest log. Ok, quest log. Oh,
map này có vẻ là dành cho nhiều người chơi. Mình không chơi thì mình chơi có mình. quá buồn cho một thế hệ. Ok, save Victor and his friend from the zombie. Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta sẽ cứu Victor và những anh bạn của anh ấy từ khỏi con mấy con zombie. Ok, bạn có thể tìm anh ấy ở cái đang trốn trong một cái nhà nhỏ trước cái lâu đài. Ủa này quét sai rồi, chúng ta chưa tới. Haha, end tutorial. Yeah, bạn đã đọc hết chưa? Đọc hết hả? Không cần đọc hết đâu. Không cần đọc hết đâu. Có vẻ khá tối. What the fuck is this? Anh cứ vậy mà đi thôi. Ê? Có khi nào chúng ta phải load lại map không ta? Bởi vì Ok, nàng loại. Đấy, được rồi, ok. Mình chả hiểu. Chúng ta nên lấy hai cái. Ok, lấy hai cái thôi, có gì đâu. Không biết sao, có sao thì hai. Unbreaking, ok, ta có stack. Này, map này có lẽ là dành cho hai người. Hai người kia. Zombie, Mr. Zombie. Trời, anh đổi cái anh đổi cái khối lá lên đầu chi không biết nữa. Ê, anh PVP gà lắm nhưng mà vẫn đủ để giết chú. Và tiếng YouTube vẫn có, tiếng Facebook vẫn còn là mình tắt tiếng Facebook đi. Đây là 1.7 mà. Một chấm bảy thích rồi. Mình chém vào đỡ. Ok. Kiểu nhảy samba rồi nhảy. Ok. Nhầm. Bạn chúng ta vừa mới ăn cái thịt thúi. Ha. Ấy, ow. Quý bitch. Chết tiền quý. What? Từ sẽ video setting. Có gì nó sai ở đây nè, không biết nữa. Render distance có 8 mà, mình sẽ kéo lên tí xíu. Ha, kéo lên tí xíu. Bị lắc à? Không bị lắc, nó vẫn dữ quá. Mình đã khóa không, mình đã 60 rồi. Chúng ta lượm được cái gì vậy? Taking inventory, sao bây giờ mới taking? Okay. Đúng là lâu đài thiệt luôn cái nhà. Ê, mấy anh làm gì đây đó hả? Ê. Hi. Mấy con zombie ngu. No. Bậy rồi. Quá bậy luôn. Ôi ôi, cầm cái rìu. Ê. Mình chọn đồ khó là dễ và nó chặt mình hai cái là chết. What happened? Mình sẽ cầm cái kiếm đá. Nên chặt mỗi hai cái chết à? Này, ơi bưởi. Chúng ta nên chặt mỗi thằng một lần thôi. Ê, có dâm. Ok. Được rồi, may là con cuối cùng, ngon chim. Ê, chưa con cuối cùng. Ok, thank you. Cảm ơn Mr. Hero. Được rồi, cảm ơn anh Hùng đã lấy cái kiếm này ở trong, lấy cái kiếm ở trong cái kho ta đi. Thì cái kiếm của chúng tôi quá yếu để đánh nhau. Ok. Hello. Ôi, mình vừa mới đi ra đi đái một tí thôi mà coi kìa. Ok, để thấy không? Để thấy con zombie ngay đây. Yeah. Nên đóng cửa lại. Ok. Stone chops. Chúng ta sẽ bỏ cái linh tinh này đó. Nhiều kiếm này. Thế loại kiếm gì này?
Ok, stone. Được rồi. À, ngon chưa? Oh, your personal store. Để oh, letter kìa. Tiêu, ha ha. Người ta có cái mũ. Rồi. Mấy chú có dấu gì trên nóc nhà không ạ? Ồ, chúng ta có thể đổi thịt này lấy hai thịt. Từ 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 từ. Ấy. Xương, poison healing gì đấy? Splash poison healing. Cái này cái gì đây? Regeneration có 10 giây à. Vanish poison. Gold nugget. Ôi chú có gì đây? Oh, gold nugget là được. Ghê thiệt. Ghê thiệt, gấu nước kiệt kiếm đâu ra đi ba. Kiếm đâu ra đi ba. Đây, đây là Demonic Set nè. Các bạn có thể ở dưới cái dòng cuối cùng Demonic Set. Set cái bộ Demonic. Ok, chúng ta sẽ lấy một tí thịt nhá. 3, 4. Đó. Ok. Instant Health. Ok, và Instant Health chúng ta sẽ lấy cái này đi, chúng ta sẽ lấy cái này. Đó. Ok, ô sao ra được có cái. Được rồi, chúng ta sẽ tiết kiệm lại. Được rồi. Đi thôi, chuyện. Bye bye nha. Quỷ cái. Được rồi, ok. Có zombie kìa. Chú. Mình sợ đang đọc chuyện, đang đọc kia. Đây, coi coi. À, ok, chúng ta đang đọc thì thời gian nó sẽ ngừng lại. Bây giờ mình mới biết. Save Victor. Oh, ok, bla bla bla. Nhiệm vụ thứ hai. Đến cái nhà mồ và tìm vua bộ xương, vua xương skeleton mới có skeleton, giết anh ta, giết hắn và dùng cái đĩa nhạc cho vào cái khối nhạc á. Ok, khi mà xong thì hãy chắc rằng bạn đã lấy hết cái đống vàng, mấy cái gold nugget, mấy cái hạt vàng. Thì Victor sẽ có thể đổi cho bạn một số cái đồ rất là mạnh đấy. Ok. Bệt. Ha, rớt thêm cái kim nữa. Không biết xung quanh có gì không ta. Ui giời ơi, coi bọn nó kìa. Ui ho ho ho. Trời ơi, ai anh làm cái gì thế này, nguyên một bộ kim cương luôn chứ. Chúng ta nghe nói nó rất là mạnh đúng không? Con kia chỉ leo lên cây luôn kìa. Mạnh thì mạnh chứ. PvP này. Ủa chúng ta không thể nào mà. Ây da. Đánh lén. Không thể nào đánh lén. No. Ok, anh sẽ bao vây mày. Lại lập đồ. Ôi ôi. Ây da, chết rồi đó nha. Ây. Một khi chết luôn. What? Mình đang kiểu có rất là nhiều máu. Một và nó cho ở đâu hết trơn rồi. Và nó cho mình một hit chết luôn. Phổ tay. Và bọn nó biến đâu mất hết rồi. Ta nên đi hướng này đúng không? Đây là nhà hướng có vẻ hướng nhà mồ nè. Oh no. Ôi da. Ôi da. Bắn gì nhanh đi vậy? Bắn gì nhanh nữa? Ôi, hơi giật tí. No. Vẫn còn. Nè. Hi. Ow! Fuck! Yeah. Ok. Rương đồ ở đâu mày? Có rương không? Nó đông quá à. Vậy. Bọn nó quá là đông. Ok. Chúng ta lại phải dùng cái chiến. Hi. Quá dễ. Ok. Nào. Ý.
Y Y Ây da, trời ơi, nó còn đánh bánh thêm cái nữa. Oh, Skeleton King. Ow. Ow. Mày bắn gì ghê vậy? Ow. Ơ no no no, chạy 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 mấy bạn ơi, chạy 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 chạy. Trời ơi, thằng mặt hai cái sừng rồi. Thế hình như bọn nó đang bắn nhau thì phải. Yeah, tiếp tục đi với cưng. Hồi máu coi cái nào, hồi máu coi cái nào. Trời ơi, máu hồi cái gì? Hồi cái gì? Trời ơi, mọc hai cái sừng AB luôn rồi. Hay vồn. Ok, chúng ta có cái gì ở đây đây? Rồi, vừa nãy chúng ta có một cái hiện gì đó. The Skeleton, cái vua bộ xương. Có lẽ là sẽ, có lẽ là ở trong đây. Ok. Tôi chắc khá chắc là hắn ta sẽ biết nhiều hơn về cái vụ, về cái mục đích của Hero Pride. Là cái chữ này nó bị hơi tính đọc là hơ, xong tiếng O'Pride, Hero Pride nhá, nó bị liền á. Và Skeleton King đã nói bóng tối sẽ bao trùm người. Ok, chúng ta sẽ dụ cho nó bắn thằng này nhé. Ơ, no no no. Kê, 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 kê. Ok, ok. Quá tập trung. Ôi, 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 ôi. Ây da, dính đít rồi rồi. No, 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 no. Hú hà hà. Hi hi. Vậy coi thế nào. Ok. Này, 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 này. Ôi, ở đây có cái rương, có cái rương. Oh, poison, poison. Đâm năm. Hai cái giống nhau. Còn gì không? Chúng ta không nên đi ra đằng sau đâu. Đi nhiệm vụ sao, chúng ta đi vậy thôi. Ok. Đây có gì không? Đây có cái rương. Không, không có rương. Ok, chúng ta sẽ đi vô trong nha. Nha, nha, nha. Hello. Mít tổ, con nào hả? Ha. Anh Dương Lan ơi, ha. Mình có học qua một khóa tiếng Anh của dân ấy, tiếng của dân làng rồi nên mình có thể nói với dân làng. Ha. 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 Nghĩ là nó sẽ rất là đông nên mình sẽ dụ dụ lên đây. Ôi giời, ui giời, ôi làm cái gì mà bọn này cầm cung khè đời thôi chứ thực sự bọn nó không có biết xài cung. Ha. Nè 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 nè. Ok, ok, yeah, 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 thằng kia điên cái nào, yeah. Ê, trời ơi, trời ơi, rớt một đống đồ đấy. Ok, 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 quá căng dữ rồi. Cái này lại phải chơi nhiều người mới đúng. Đó mày đúng không? Ok. Có ai đó ở bên kia. Skeleton King à, không phải. Không phải. Vậy như là không phải. Đây có cái cung. Ồ, oh, có một bộ bình thường. Ok, và chúng ta có một cái cung còn 25 lần bắn. Khá là căng đây, khá là căng đây. Hi hi hi. Ok, ok, ok. Ok, được rồi. Anh ơi, anh làm em hết hồn anh ơi. Oh my god. Hai cái giống nhau vào ra để mình so sánh coi. Ok, chúng ta sẽ xài cho hư cái này đi. Tí nữa thì what
gì à? Ồ. Ồ, ghê thiệt, ghê thiệt. Ok, chúng ta có một cái đá đỏ dưới này. Ồ, và có một thằng skeleton. Ôi, chúng ta đi nhầm rồi, nhầm to rồi. Cái gì vậy? Ủa, tên đấu này. Cái gì vậy? Không đánh được. Ok. Để tìm cách đi sang kia đúng không? Tiếng gì ghê? No. What? Thiệt luôn. Thôi coi nè. Thôi kìa cầm xuân dư. Quét tỉnh dậy đi. Mày có người đến thăm kìa. What? Tôi không có ngủ. Tôi đang tỉnh mà. Tôi đang chờ. Giết hết bọn nó đi. Ok. Trời ơi, nãy giờ mình cứ nhảy tưng tưng mà chả hiểu sao đứa đại cuối mình lại té. Buồn. Thật là buồn lại té chỗ này, té ngay đại cuối. Ok. Ủa chưa gì tự nhiên vừa nãy mình chỉ giết và mình tới sẵn chỗ này luôn hả? Úi dồi, King ơi. No. What? Trời ơi, khó vậy. Được rồi, chúng ta sẽ uống cái này. Ok. Ôi. What? Bắn ba cái là chết thằng Chani rồi. Ê. Ôi, mày chết bao nhiêu lần tao mới giết được đám này? Ok, tao không giết được. Bọn nó quýnh nhau. Ok. Ây. Châu dữ. Ăn gì châu vậy? Ok. Ăn gì châu dữ vậy? Trời ơi. Phải à. Đội mũ vô. Man. Tìm cách. Ok, được rồi. Chúng ta sẽ có thể giết hắn đi. What the hell? Ủa chúng ta không thể đánh được nó, chúng ta bắn cung được nó rồi hả? Fuck! No. Ok, cày đến gần kìa. Trời ơi, chúng ta không thể chạy được. Wow, được là khó khăn quá đi. Mày giờ bưởi. Au. Trời ơi, vẫn cứ đánh được thế quái nào nè. Tê. Đừng qua đây. Làm ơn. Đừng có qua đây. Được rồi, chúng ta đã biết cách rồi. Ok. Ôi ôi. Ok, chúng ta cứ giữ vững cái chỗ khu vực này là có thể nó qua đúng không? Hay là phải bắn nó đi đâu đó? Châu quá vậy? Sao mà châu quá vậy? Ủa sao hay là chúng ta phải bắn nó đi đâu đó? Phải giết nó sao đây? Máu còn tí xíu à? Nó có hồi máu không vậy? Để tí, để mình bật cái setting mình đã tắt particle rồi.
Không, không có, nó đâu có thuốc hồi máu đâu. Nó chỉ... Oh baby. Oh yeah baby. Một cảm giác thật là phê. Phê. Biết thật là phê. Phê 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 phê. Yeah. Ok, và chắc tập này cũng đã đủ rồi. Và nếu bạn thích thì để lại một like và để lại dưới bình luận những map mà các bạn muốn mình chơi nhé. Và hãy nhớ đón xem tập tiếp theo của Herobrine Mansion, lâu đài của Herobrine.